tình yêu mù quáng. Tập 8. Một ánh mắt không trong sạch. Tần Mặc Nghiêu, tại sao anh phải đưa tôi đi gặp cô Vương? Có người cứ cảm thấy tôi đã giết bố mình, tôi cũng phải chứng minh hình trong sạch chứ. Xin lỗi. Cô không cần xin lỗi tôi không nhận nổi. Lúc bố tôi chết, đám người Vũ Vi ở ngay đó. Tại sao Vũ Vi lại nói, mấy hôm đó, ngoài bố tôi ra, không có ai đến phòng làm việc chứ? Sao Lâm tiểu thư không nói kìm đi vào thế? Tôi đang thay đồ đấy. Tôi không thấy gì hết, là anh nghĩ nhiều quá. Lâm tiểu thư lại có gì muốn dặn dò? Tôi muốn uống rượu, tôi không uống với cô đâu. Vậy anh nhìn tôi uống. Cô từ từ thôi. Tôi đã nghĩ suốt cả tuần không hiểu được. Tại sao Trì Sam và Vũ Vi phải nói dối? Lâm tiểu thư, cô thực sự chưa bao giờ hời ngờ Trì Sam à? Trì Sam? Chủ tịch Lâm vừa qua đời, anh ta đã vội vã muốn đi chôn. Hơn nữa những cổ đông kia lại sang nhượng cổ phần cho anh ta, mà không phải cô. Thậm chí, lúc chủ tịch Lâm chết, anh ta cũng có mặt. Chẳng lẽ cô không thấy? Những điều này đáng để cô nghi ngờ sao? Không thể nào. Trì Sam yêu tôi mà. Tôi biết. Lâm tiểu thư, cô không nghi ngờ? Hay là không dám nghi ngờ? Không thể nào. Trì Sam yêu tôi mà. Tôi biết. Hơn nữa, anh ấy còn từng cứu tôi. Mấy năm trước, tôi gặp tai nạn giao thông, suýt nữa bị thiêu cháy trong xe. Là Trì Sam bất chấp nguy hiểm cứu tôi. Nếu không có anh ấy, tôi đã chết từ lâu rồi. Lâm tiểu thư, cô khẳng định người cứu cô nhất định là anh ta thế ư? Chính mắt tôi trông thấy mà. Để cứu tôi, sau lưng anh ấy bị rách một vết rất to. Lần đầu tiên gặp Trì Sam, trông thấy vết thương sau lưng anh ấy, tôi đã biết anh ấy chính là người đó. Xem ra Lâm tiểu thư vẫn luôn thích biệt người khác bằng vết sẹo. Tần Mặc Nghiêu, nếu ngay cả anh tôi còn có thể tin tưởng, thì lại có lý do gì để không tin tưởng một người từng liều chết cứu tôi chứ? Hơn nữa, mấy năm qua, đúng là anh ấy rất tốt với tôi. Đã điều tra được dãy số đó là số sổ đỏ, xem ra rất có thể hồ sơ được cậu chuyển tới tìm căn nhà đó. Ngoài ra, khi xưa, việc thu là mua tập Viễn đoàn Sơn, Tần Thị, người thân một mình của lo Lâm liệu. Quốc Phú. Nếu sau này tôi tìm ra chứng cửa lật đổ nhà họ Lâm, cô phải làm sao?
Đồng Đồng, sao cậu lại tới đây? Vũ Phi, trong phòng cậu có người khác à? Không. Sao cậu lại hỏi thế? Không sao, có lẽ mình đã nghe nhầm. Cậu ngồi đi. Mấy ngày rồi không gặp cậu, mình đến trò chuyện với cậu. Đồng Đồng, mình xin lỗi, dạo này đúng là mình đang xử lý chuyện của tập đoàn giúp Trì Sam nên đã lơ là cậu. Đúng rồi. Có phải thẻ nhớ của cái camera trong phòng làm việc của bố mình vẫn ở chỗ cậu không? Cậu đưa cho mình được không? Đồng Đồng, sao bỗng dưng cậu lại muốn ly cái thẻ đó? Lúc đó chúng ta đã xem rồi mà. Mình chỉ muốn giữ lại thôi. Dù sao trong đó cũng có hình ảnh cuối cùng lúc bố mình còn sống. Hy vọng sau này mình nhìn thấy được, còn có thể lấy ra nhìn ông ấy. Xin lỗi, Đồng Đồng. Mình tưởng chúng ta đã xác nhận rồi. Cái thẻ đó cũng vô ích, nên mình vứt luôn rồi. Cậu vứt rồi. Tại sao cậu không nói với mình? Lúc đó mình cảm thấy không muốn để quận về chuyện này thêm cho nên mình. Cậu có chắc là không tìm lại được nữa không? Mình xin lỗi. Đúng là mình đã vứt rồi. Vậy thì không có chuyện gì mình nữa. Mình về trước đây. Bên này. Không phải Lâm Tâm Đồng hiên ngờ chúng ta rồi chứ? Sao bỗng dưng cô ấy nhớ ra tấm thẻ đó? Đúng rồi. Mấy hôm trước cô ta mang một cái diêu ảo em tới cho em ta, trong đó là một người Tần Mặc Nghiêu. Liệu có liên quan đến chuyện này không? Tần Mặc Nghiêu, sao bây giờ mới nói với anh làm chuyện sao này? Em biết được? Lúc đó em chỉ cảm thấy tên này khá quen, không nhớ ra là ai. Là người anh đã thuê đến đổi di chúc. Vậy xem ra Lâm Tâm Đồng đã biết được chuyện từ Tần Mặc Nghiêu nên mới nghi ngờ chúng ta. Không đúng. Em nói Lâm Tâm Đồng nhận được tin Châu Mặc không phải là Châu Mặc, là một người tên Tần Mặc Nghiêu. Chẳng lẽ Châu Mặc là Tần Mặc Nghiêu? Để đề phòng, em đi điều tra Tần Mặc Nghiêu đi. Đúng là Vũ Vi đang nói dối. Tại sao? Ai? Là tôi. Tần Mặc Nghiêu, anh có người bạn nào là hacker? Có thể điều tra rõ ràng một người không? Cô muốn điều tra ai? Hạ Vũ Vi. Vừa khéo, lát nữa tôi định đi ăn cơm với người bạn đó, tôi mời cô. Điều tra thế nào rồi? Hắn chính là kẻ đến đổi di chúc, cũng là người thừa kế của tập đoàn phá sản mấy năm trước. Ăn đi. Cái gì thế? Có sạch không?
không chết được đâu, ngon hơn mấy món gan ngỗng quỷ pháp cô ăn mỗi ngày nhỉ. Cậu đưa cô ta tới làm gì? Lâm Tiểu Thư muốn bỏ tiền rành anh điều tra một người cho cô ấy. Giới thiệu hai người biết nhau. Lâm Tiểu Thư, đây là Châu Mặc. Thì ra anh là Châu Mặc à? Đúng. Tôi là Châu Mặc. Để tôi sờ xem trông anh thế nào. Cô là con gái, có thể e dè một chút không? Sự đời biến hóa vô thường gần đôi mắt mất đi ánh sáng. Phải làm sao để che đậy nỗi hoang mang? Làm cách nào có thể không đề phòng, liệu có thể tha thứ được chăng? Người em yêu sâu sắc đều đang lừa dối. Ai sẽ ở bên cạnh em trước mắt là một khoảng trống rỗng. Chỉ đành dùng trực giác để đong đếm. Phương hướng được dẫn dắt đi tình yêu liệu có phải là ảo ảnh? Dần dần rơi vào một tấm lưới vô hình. Thăm dò trong bóng tối qua màn đêm này. Đem mọi lời thề ước thắp sáng đáp án mơ hồ. Liệu tình yêu có thể làm vơi đi nỗi bất an của em? Thăm dò trong mối giằng cô không muốn lại né tránh. Làm sao có thể thoải mái sau khi nói hết lời thật lòng? Em quay đi nhưng lại nghe thấy gọi của anh. Thăm dò trong nghịch cảnh lại cảm giác an toàn. Phải chăng đã quen rằng thời gian làm xóa đi núi tiếc? Tình yêu của An thật nồng nàn và ấm áp. Dần dần quên đi dò xét vào bờ đón ánh sáng. Anh để lại một ngọn đèn em không còn cô đơn. Trong bóng tối, anh chính là đáp án của em.